gì? Thì các bạn thấy rằng trong cơ sở dữ liệu tập trung, dữ liệu tập trung hết tại một điểm và máy chủ sẽ là máy điều khiển cái gì đấy ạ? Cái điều khiển cái cơ sở dữ liệu đấy, đúng không? Điều khiển xử lý cái cơ sở dữ liệu đấy. Bởi vậy nên cái sự điều khiển ở máy chủ đấy đấy là do một cái loại đối tượng, một cái đối tượng để gì điều khiển nó, cái đối tượng đó người ta gọi là admin mà các bạn đã biết đấy. Còn trong cơ sở dữ liệu phân tán thì cũng có điều khiển tập trung, tức là cũng có một cái đối tượng nào đấy để điều khiển cái dữ liệu tập trung tại một cái local, tức là có cái chuyện có cái điều khiển tập trung đó. Nhưng trong cơ sở dữ liệu phân tán thì lại còn có một cái đối tượng điều khiển khác, có nghĩa là điều khiển cái hoạt động toàn bộ các cái local khác thông qua cái giao dịch, đúng không? Giao dịch phân tán. Thế thì vậy nên trong cơ sở dữ liệu phân tán nó không chỉ nhấn mạnh vào điều khiển tập trung, mà cái điều khiển đấy nó còn gì đấy, còn có thêm một cái tầng lớp, một cái loại, một cái đối tượng khác điều khiển, đó là đồ điều khiển toàn cục, toàn cái gì đấy global đó thông qua các cái giao dịch để nó điều khiển. Vậy thì trong cơ sở dữ liệu phân tán sẽ có hai cái mức điều khiển. Điều khiển thứ nhất đó là local, là điều khiển tập trung. Điều khiển thứ hai nữa đó là điều khiển gì toàn bộ hệ thống đấy. Thế thì qua đấy các bạn thấy rằng cái điều khiển trong cơ sở dữ liệu phân tán nó có hai cái mức như vậy. Tiếp theo nữa là khái niệm về độc lập dữ liệu. Thế thì trong cơ sở dữ liệu tập trung ấy, cái độc lập dữ liệu ở đây sẽ nói nên có độc lập dữ liệu. Hôm trước cô đã nói các bạn rồi, tức là độc lập dữ liệu ở đây chính là độc lập giữa chương trình ứng dụng và cách tổ chức dữ liệu, lưu trữ dữ liệu quả gì đấy ạ, quả cơ sở dữ liệu ở mức vật lý, đúng không? Vậy thì gì đấy ạ, nếu như có sự thay đổi, bất cứ một cái thay đổi nào với sự mô tả dữ liệu, tổ chức dữ liệu ở mức vật lý thì gì đấy ạ, chương trình ứng dụng không bị ảnh hưởng theo. Thì đối với cơ sở dữ liệu phân tán, cái sự độc lập đấy cũng có tính chất, tức là trong cơ sở dữ liệu phân tán cũng có tính chất độc lập dữ liệu. Nhưng ngoài ra nó còn có thêm một cái sự nữa, đó là trong suốt phân tán, có nghĩa là gì đấy ạ, khi tức là cái khi mà cái chương trình thực hiện đấy thì gì đấy ạ, khi mà một cái chương trình ứng dụng tại một local hoặc là một cái giao dịch nào đó thực hiện, thì khi đó gì ạ, dữ liệu sẽ từ các nơi chuyển về cho chương trình ứng dụng, nhưng chương trình ứng dụng đó không hề biết, mà nó chỉ cần biết rằng là có dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu của nó đưa ra. Nên người ta nói rằng là trong suốt, tức là cái độc lập dữ liệu đấy sẽ bổ sung thêm sự trong suốt phân tán, đúng không? Thế cái có nghĩa là gì đấy ạ? Cái tính đúng đắn của chương trình ứng dụng ấy, cái hoạt động, cái kết quả của chương trình ứng dụng đấy, cái kết quả của chương trình ứng dụng đấy không bị ảnh hưởng bởi sự di chuyển dữ liệu của dữ liệu ở ở mức 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 ở tầng dưới, đúng không? Thế thì đấy, cái độc lập dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán các bạn hiểu theo hai cái khái niệm: độc lập giống như cơ sở dữ liệu tập trung, ngoài ra còn bổ sung thêm cái mức phân tán ấy nữa. Tiếp theo nữa là giảm dư thừa dữ liệu. Cái khái niệm về giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung, sự dư thừa dữ liệu được giảm thiểu, tránh sự không nhất quán. Thế thì trong cơ sở dữ liệu phân tán, sự dư thừa dữ liệu cũng được giảm thiểu. Thế thì ở đây bây giờ cô phân ra các nhóm nhé. Các nhóm để ý cho cô này. Hãy nói cho cô biết tại sao trong cơ sở dữ liệu tập trung lại dư thừa dữ liệu. Và theo các bạn, trong cơ sở dữ liệu phân tán có dư thừa dữ liệu không? Và cái khái niệm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán, ngoài cái dư thừa dữ liệu này ra thì nó có thêm cái tính chất dư thừa dữ liệu nào nữa không? Các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 8 để ý câu hỏi của cô nhé. Alo, cô có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là sự dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung được thể hiện như thế nào? Giải thích. Câu thứ hai là gì đấy ạ? Trong cơ sở dữ liệu phân tán có cái tính chất giảm dư thừa dữ liệu không? Và ngoài cái tính chất giảm dư thừa dữ liệu lần này ra thì nó có một cái tính chất giảm dư thừa hay là có tính chất dư thừa dữ liệu nào nữa không? Các bạn nghe rõ câu hỏi chưa ạ?
Có cần nhắc lại câu hỏi không ạ? Chắc lại một lần nữa được không ạ? Trong cơ sở dữ liệu tập trung nhé, có tính chất giảm dư thừa dữ liệu là do làm sao? Hãy phân tích cái sự giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung. Tiếp theo nữa, trong cơ sở dữ liệu phân tán có tính chất giảm dư thừa dữ liệu hay không? Tại sao? Câu thứ ba này là gì đấy ạ? Ngoài cái tính chất giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán thì ngoài ra còn có một cái tính chất dư thừa dữ liệu hay giảm dư thừa dữ liệu nào nữa không? Tại sao? Có ba câu hỏi nhé. Bây giờ cô phân ra thành 8, cô phân ra thành 8 phòng và các nhóm vào bàn với nhau. Tí nữa cô sẽ hỏi ý kiến của từng phòng một nhé. Các bạn nghe chưa ạ? Đấy, bây giờ các bạn sẽ vào các phòng để ngồi bàn với nhau đi. Ôi cô nói lại câu ba đúng không? Câu ba em thấy nó cứ bị Tức là nhá, trong cơ sở dữ liệu phân tán ngoài nếu như có tính chất giảm dư thừa dữ liệu thì ngoài cái tính chất ra nó còn có tính chất nào liên quan tới phần giảm dư thừa dữ liệu hay dư thừa dữ liệu nữa không? Tại sao giải thích? Đấy, các nhóm các bạn ngồi làm việc với nhau đi. Cô cho các bạn khoảng 10 phút bàn tán, sau đó cô sẽ hỏi. 10 phút các bạn nhé. Dùng từ cho nó chuẩn với chứ. Có một bản sao, chỉ có một bản sao ạ. Trong cơ sở dữ Một liệu tập bản trung sao thì duy nhất thôi. sự dư thừa dữ liệu được giảm thiểu, tránh sự không nhất quán giữa nhiều bản sao bằng cách là chỉ có một bản sao duy nhất, tiết kiệm được vùng nhớ. Các ứng Cái dụng sẽ về cái tính dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu truyền thống hôm trước cô vừa dạy xong, đến hôm nay các bạn lại không không có một khái niệm gì về cái sự dư thừa đấy rồi, bị cái ý bị như sai rồi đấy. Được rồi, bạn trả lời câu tiếp theo đi. Dạ, em tưởng câu đầu tiên là về cơ sở dữ liệu tập trung nhỉ? Đúng rồi, nhưng mà cơ sở dữ liệu tập trung nó đã giải quyết được cái tính dư thừa dữ liệu, có nghĩa là nó đã giảm được dư thừa dữ liệu. Thế bây giờ cô hỏi em là bắt em phân tích tại sao. Thế thì cái giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung nó không phải cái mà em nói, nó không phải hiểu theo nghĩa mà em nói. Nào, thế thì em trả lời nốt hai câu tiếp theo xem nào. Hai câu tiếp theo sự câu thứ hai là cơ sở dữ liệu tập trung có tính chất giảm dư thừa dữ liệu thì cái tính chất liên quan đến giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phân tán đó là trong cái cơ sở dữ liệu phân tán thì cái sự dư thừa dữ liệu là một cái đặc điểm cần thiết, làm nó làm tăng tính cục bộ của cái ứng dụng, tức là dữ liệu được nhân bản tại tất cả các vị trí mà ứng dụng cần dữ liệu này thì những ứng dụng đấy sẽ thực hiện nhanh hơn vì không cần đến truy xuất những dữ liệu từ xa. Thứ hai là làm tăng tính sẵn sàng của hệ thống ứng dụng, nếu mà có tại một cái địa điểm nào đó mà cái dữ liệu tại vị trí đó bị hỏng thì tiếp tục không làm ứng dụng bị dừng lại mà có thể tiếp tục sử dụng được những cái dữ liệu đó được nhân bản tại những vị trí khác. Có bạn nào có phát biểu khác cho cái hai câu sau này nữa không? Trong nhóm 2. Thôi rồi, cảm ơn các bạn nhóm 2. Tí nữa trả lời đúng sai nào cô sẽ nói sau. Bây giờ các bạn nhóm 3 nào. Các bạn nhóm 3. Nhóm 3 nghe cô nói không? Các bạn nhóm ba ơi. Đã có
Các bạn nhóm 3 trả lời cho cô 3 câu hỏi đi. Cô là câu 1 thì là việc giảm dư thừa dữ liệu thì trong cơ sở dữ liệu truyền thống thì dữ liệu dư thừa được giảm đến mức tối thiểu bởi vì có hai lý do là sự không tương thích giữa nhiều bản sao của cùng một tập dữ liệu Ở đây ở đây dạ. em đang so sánh giữa truyền thống và tập trung à? Vâng, đây là nêu ra các cái lý do của giảm dư thừa ấy ạ. Được rồi, bây giờ em nói đi. Sự không tương thích giữa nhiều bản sao của một tập dữ liệu tiết kiệm không gian lưu trữ bằng cách loại bỏ các dư thừa và việc giảm dư thừa dữ liệu có thể đạt được bằng cách là chia sẻ dữ liệu cho phép nhiều ứng dụng truy cập cùng các bản tin và bản ghi. Trong cơ sở dữ liệu phân tán thì việc giảm dư thừa dữ liệu phức tạp hơn vì ngoài hai lý do này thì còn nhiều lý do khác nữa đó, ví dụ như là hoạt động của các trình ứng dụng có thể bị tăng lên khi dữ liệu được sao lại tất cả các vị trí nơi nó nơi trình ứng dụng cần nó. Tính thường trực của hệ thống sẽ tăng lên bởi vì khi có lỗi xảy ra ở một trạm nào đó thì nó sẽ không dừng việc thực hiện các ứng dụng của trạm khác nếu dữ liệu đã được sao chép lại. Em đọc như kiểu đọc vẹt đấy Em nhỉ, tìm em đọc từ tài từ liệu Google search, em search trên Google, hôm nay em cứ thế em đọc rồi. vậy. Có ghi lại. Rồi cảm ơn nhóm 3. Nhóm 1 nào, nhóm 1 ơi. Nếu một có Em một bạn đại diện đưa ra cái ý kiến của nhóm em đi. Tuần này là cô không cho điểm nhá, các tuần sau cô gọi các nhóm phát biểu này là cô sẽ cho điểm đấy nhá. cô là em xin đại diện đến một trả lời câu hỏi. Câu một là tại sao có sự giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung thì theo nhóm em và cơ sở dữ liệu tập trung thì tất cả những hệ thống sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu này thì nó sẽ tất cả hệ thống đấy thì nó sẽ dùng duy nhất một cơ sở dữ liệu thôi ạ. Nó tức là một bản chính thì không có bản sao nào. Nên là cái việc dư thừa dữ liệu nó sẽ nếu như là có nhiều hơn sự các bản ghi được sao chép ra tức là có nhiều hơn nhiều bản ghi giống nhau ạ. Thì khi mà chúng ta sử dụng có thể nó bị lỗi và bởi vì là chỉ có một cơ sở dữ liệu nên là cái việc là sửa sai nó cũng khá là khó so với cơ sở dữ liệu phân tán là cái mà có nhiều cơ sở dữ liệu nhiều bản sao cơ sở dữ liệu hơn. Đây là câu một của bọn em. Em xin trả lời tiếp câu 2. Trong cơ sở dữ liệu phân tán có tính chất giảm dư thừa dữ liệu không? Nói em xin trả lời là câu này trong cơ sở dữ liệu phân tán thì tính chất giảm dư thừa dữ liệu thì thực ra cũng có nhưng mà đối với một số trường hợp dành cho các ứng dụng tức là sự nhân bản việc có nhiều bản sao của cơ sở dữ liệu thì giúp cho các ứng dụng mà có thuộc tính gọi là chỉ đọc dữ liệu trên đó thì sẽ thường thực hiện nhanh nhưng mà với những ứng dụng mà có cái tính chất gọi là cập nhật thì nó sẽ khá là không hiệu quả bởi vì là nó phải cập nhật tại nhiều vị trí nên là kết luận là trong cơ sở dữ liệu phân tán vẫn có một chút gọi Được là rồi, cô cảm ơn các bạn. Ở đây cô thấy rằng là nhóm 1, nhóm 3 ấy, cái nhóm đầu tiên ấy và nhóm cuối cùng ấy này là các bạn hiểu sai giống nhau. Còn cái nhóm ở giữa, báo cáo ở giữa thì còn hơi hơi hiểu một chút. Đấy. Tức là các bạn hầu như các bạn không nghe giảng. Tuần trước cô giảng một buổi rồi nhưng các bạn không hề nghe và các bạn cứ hiểu sai hết sai nghĩa đi, không hiểu giảm, không hiểu cái dư thừa dữ liệu là dư thừa cái gì, do tại sao các bạn không hề hiểu. Mà rõ hôm trước cô dạy về cơ sở dữ liệu tập trung, cô đã nói rằng cái dư thừa dữ liệu đấy là gì đấy ạ, dư thừa do sao rồi, đúng không? Ở đây cô nhắc lại nhá, cô trả lời 3 câu cho các bạn và ở đây cũng ôn lại bài hôm trước luôn. Tức là trong cơ sở dữ liệu tập trung thì cái tính gì dư thừa dữ liệu
nó đã bị gì hạn chế, bị giảm đi vì trong cơ sở dữ liệu tập trung ở cái mức khái niệm hay logic ý, nó đã có gì phần mô tả dữ liệu ở đấy, nó đã có tạo ra cái mối quan hệ giữa các cái bảng dữ liệu ở đấy. Bởi vậy nên nó cho phép nhiều ứng dụng có thể sử dụng chung một mục dữ liệu. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi một ứng dụng không phải cần phải có một số tệp dữ liệu độc lập nữa mà nó có thể sử dụng chung dữ liệu với nhau. Nhớ chưa? Vậy nên là gì đấy ạ? À? Một mục dữ liệu không phải lưu, tức là một mục có một mục đấy có thể là một bảng dữ liệu có thể lưu làm hai lần. Đấy, các bạn thấy rằng là đấy, nó không dư thừa dữ liệu là do gì đấy ạ? À? Do là nó được phép sử dụng chung dữ liệu này, và nó các cái bảng dữ liệu ở trong đấy tất cả đều hiểu được trong cái mức khái niệm đấy, cái mô tả dữ liệu của nó, nên tất cả đều gì sử dụng chung được dữ liệu và có mối quan hệ giữa các bảng với nhau, ở giữa các cái mục dữ liệu với nhau, nên gì đấy ạ, nếu như mục này không có thì nó sẽ liên kết sang mục khác để nó lấy dữ liệu, đúng không? Và dữ liệu không phải gì lưu trữ làm nhiều lần. Đấy, các bộ dữ liệu không phải lưu trữ trùng lặp làm nhiều lần là vì vậy. Đấy, các bạn ở đây không hiểu, như hôm nay trước cô đã nói rồi, cô có ứng dụng một, cô có ứng dụng hai, cô có ứng dụng ba, thế thì tệp tin của ứng dụng một, tệp tin của ứng dụng hai và tệp tin của ứng dụng ba, đúng không? Trong đó ứng dụng ba sử dụng dữ liệu của tệp tin một và tệp tin hai, thì nếu như đối với dữ liệu truyền thống thì cả dữ liệu 1 và cả dữ liệu 2 nó đều nằm ở gì đấy ạ? Ở cái phần cơ sở dữ liệu của tệp tin của ứng dụng 3. Đúng không? Vậy thì nó sẽ dư thừa ở chỗ này. Đấy, còn trong cơ sở dữ liệu tập trung thì nó sao đấy ạ? Chúng ta chỉ lưu trữ 3 phẩy ở đây thôi, còn cái một cái hai nó đã lưu trữ ở tệp 1, nó đã lưu trữ ở tệp 2 rồi, và ở đây nó tạo ra mối liên kết giữa dữ liệu 1 và dữ liệu 2 để nó lấy dữ liệu về nó gì đấy ạ? Cung cấp cho ứng dụng 3. Đấy, thì như thế các bạn thấy rằng là vậy thì cái tính gì đấy ạ? À? Dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung đã giải quyết được do hai lý do gì đấy ạ? À? Sử dụng chung được dữ liệu của nhau. Vì làm sao đấy ạ? À? Mỗi một các cái bảng dữ liệu này này nó có cái quan hệ hay là nó có sự liên kết với nhau. Các cái dữ liệu trong cái mô tả dữ liệu đó nó có liên kết với nhau, và gì đấy ạ? À? Và cái phần mô tả dữ liệu là gì đấy ạ? À? Các ứng dụng đều hiểu được cái ý đấy. Đều hiểu được. Và thực tế là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nó đã làm những cái việc này cho gì đấy, cho chúng ta. Đấy. Đấy, các bạn hiểu cái giảm dư thừa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu tập trung là vì vậy. Nào các nhóm thấy chúng ta đã trả lời sai chưa? Các nhóm. Dạ vâng ạ, vâng. Tiếp theo nữa là trong cơ sở dữ liệu phân tán, các bạn cũng loanh quanh luẩn quẩn cái chỗ là gì nhỉ, nó làm tăng tính cục bộ, tăng tính sẵn sàng. Các bạn đọc luẩn quẩn này, cái này thứ nhất là trong cơ sở dữ liệu phân tán, cái khái niệm, cái tính chất về giảm dư thừa dữ liệu giống như trong cơ sở dữ liệu tập trung có cái tính chất đấy, đúng không? Vì nó cũng gì đấy ạ, à? Trong cơ sở dữ liệu phân tán chúng ta cũng gì đấy ạ? À? Có thể sử dụng các cái mô hình cơ sở dữ liệu, ví dụ mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, đúng không? Và chúng ta có sự liên kết giữa các cái bảng dữ liệu với nhau, đều có sự liên kết, bởi vậy nên dữ liệu cũng không cần phải lặp lại của nhau nữa, mà khi cần thì nó sẽ liên kết tới cái bảng khác để nó lấy dữ liệu. Và vì là nó cũng biết được cái mô tả dữ liệu đó nên là làm sao đấy ạ? À? Nó có thể gì đấy ạ? À? Nó có thể truy cập vào các cái tệp dữ liệu đã có để nó gì liên kết dữ liệu để nó lấy dữ liệu, nên nó cũng có cái tính chất dư thừa dữ liệu đấy. Thế thì nhưng mà ngoài ra trong cơ sở dữ liệu phân tán nó lại có thêm một cái tính chất nữa, tức là nó giảm dư thừa dữ liệu do gì đấy ạ các bạn? Do là cái việc mô tả dữ liệu này
là đã biết là hệ quản trị cơ sở đã rút này, đúng không? Và gì có mối liên kết giữa các cái gì các bảng dữ liệu với các cái quan hệ với nhau rồi, đúng không? Nhưng ngoài ra thì nó còn có một cái tính chất dư thừa dữ liệu nữa, đó là nhân bản. Đó là nhân bản. Đấy, thế thì các bạn hiểu thế nào được gọi là nhân bản? Nhân bản có nghĩa là một mục dữ liệu hay là một gì đấy ạ, một tập hợp các dữ liệu nào đó, nó sẽ được nằm ở nhiều nơi, đúng không? Thế thì tập dữ liệu đó nằm ở tất cả các nơi thì tập dữ liệu đó người ta gọi là nhân bản toàn phần. Tập dữ liệu đó mà nằm ở một số nơi thì người ta gọi là nhân bản bán phần. Tập dữ liệu đó mà chỉ nằm ở một nơi thì người ta gọi là không nhân bản. Đấy. Thế thì nếu như cái nhân bản này mà gì đấy ạ, nhân bản toàn phần hoặc nhân bản bán phần thì nó sẽ làm tăng tính cục bộ lên, nó sẽ làm tăng tính sẵn sàng lên. Vì sao? Vì khi mà gì đấy ạ, nếu như mà ứng tại mỗi một cái vị trí chúng ta có một cái ứng dụng, thì tại cái ứng dụng 1, ứng dụng 2, đúng không? Thế thì ví dụ như là cái dữ liệu ứng dụng 1 và ứng dụng 2 đều cần tới tới cái gì đấy ạ, cái tập dữ liệu 1, thì khi đó tôi sẽ nhân bản ứng dụng 1 cả ở phần ứng dụng 2 để làm sao đây ạ? Khi ứng dụng 2 thực hiện thì cái tốc độ hoạt động của ứng dụng 2 ấy, nó sẽ nhanh hơn, vì khi đó nó đã có sẵn ở cái gì đấy ạ, cái local đấy rồi rồi mà nó không phải chuyển từ gì đấy ạ, từ cái local của ứng dụng 1 về nữa, nên nó tăng tính gì đấy cục bộ hơn. Thứ hai nữa là nó tăng tính sẵn sàng, vì làm sao đấy ạ, nếu như khi nó chuyển từ cái local 1 về thì khi đó biết đâu trên đường truyền thông nó bị lỗi đường truyền, thì khi đó có phải ứng dụng 2 không có dữ liệu để đọc và nó không thực hiện được ngay không ạ? Đúng không? Còn nếu như chúng ta nhân bản 1, 1 nó luôn luôn thường trực ở đây thì có phải là gì đấy ạ? Cái chương trình đó luôn luôn hoạt động được mà không bị ngừng một lúc nào không ạ? Vậy thì cái tính nhân bản nó làm tăng tính cục bộ, nó làm tăng tính sẵn sàng. Do gì đấy các bạn? Vậy thì các bạn thấy rằng là mặc dù nó là dư thừa đấy, tức là cái một thế này nó lưu ở hai nơi, nó là dư thừa đấy, nhưng mà nó sẽ mang lại nhiều cái hiệu năng tốt hơn cho cơ sở dữ liệu phân tán, đúng không? Vậy thì ở đây trong một số trường hợp nào đó nó lại trở thành một cái lợi điểm của cơ sở dữ liệu phân tán, đúng không? Nó là một cái ưu điểm, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng gì để các bạn nhân bản. Cái nhân bản này này chỉ tốt cho những ứng dụng đọc thôi, còn những ứng dụng cập nhật hay còn gọi là ghi nó sẽ không thỏa mãn. Tôi ví dụ như sau, tôi có ứng dụng 1, tôi có ứng dụng 2, thế thì cái ứng dụng 1 này này, tôi có tệp tin 1 ở ứng dụng 1, tệp tin 2 ở ứng dụng 2. Đây tôi gọi là ứng dụng 1, đây tôi gọi là ứng dụng 2. Nếu như mà cái ứng dụng 2 đây này lại có nhiệm vụ là ghi dữ liệu vào ứng dụng 1, à, vào 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 ghi dữ liệu vào gì đấy ạ, vào vào cái local 1 nhá, vào cái size 1 nhá, cái size chính là cái local đấy các bạn nhá, vào cái vị trí 1, thì khi đó nếu như tôi nhân bản cái 1 ở đây đấy, nếu như nhá tôi nhân bản cái 1 ở đây thì khi đó các bạn thấy rằng là nó sẽ chậm hơn, vì tôi phải mất thời gian tôi ghi vào đây, sau đó tôi mới bắt đầu gì đấy truyền dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu từ cái size 2 sang size 1 đây. Đây, nếu như tôi nhân bản ở đây là nó sẽ như thế, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp mà nếu như ứng dụng 2 sẽ làm nhiệm vụ ghi dữ liệu vào tệp tin 1 thì khi đó người ta sẽ không nên nhân bản ở đây mà người ta sẽ ghi trực tiếp vào trong gì trong trong size 1 luôn. Đấy, thế thì ở đây cô mới nói rằng là gì đấy ạ? Chúng ta chỉ nên nhân bản dữ liệu nếu như tại vị trí đó cái ứng dụng đó đọc nhiều hơn ghi. Nếu như ứng dụng 2 mà đọc dữ liệu 1, đọc cái mục dữ liệu 1 này nhiều thì chúng ta mới nhân bản tại vị trí 2 này. Còn chúng ta chỉ có mong muốn là ghi dữ liệu vào 1, vào vào cái mục 1 này thì chúng ta không nên nhân bản ở đây. Các bạn nhớ chưa ạ?
Vậy thì khi đó chúng ta xem nó có nhân bản hay không, thì chúng ta sẽ lấy cái tỷ lệ là gì đấy, tần số đọc chia cho tần số ghi. Nếu như tần số ghi mà lớn hơn thì chúng ta mới nên nhân bản ở đấy. À, cô xin lỗi, nếu như tần số đọc mà lớn hơn thì chúng ta mới nên nhân bản ở đấy, còn ngược lại chúng ta không nhân bản. Đấy thì đấy là cô đã trả lời cho các bạn cái ba câu hỏi mà gì đấy ạ, mà cô đã đưa ra. Đến đây có ai thắc mắc gì về ba câu hỏi nữa không ạ? Các bạn. Alo. Tiếp theo nữa nhá, đặc điểm tiếp theo là độ tin cậy giao dịch phân tán. Ở đây cô nói rằng là độ tin cậy giao dịch phân tán, trước hết cô đưa ra một cái định nghĩa về giao dịch nha, các bạn nghe mà các bạn hiểu và sau đó các bạn sẽ làm việc với nhau. Tại vì cô thấy rằng là cô giảng như như nước đổ đầu vịt thì các bạn không thể nghe. Đấy, tuần trước vừa dạy về cái tính chất dư thừa dữ liệu là gì, đến tuần này các bạn lại hiểu sai nghĩa của nó đi. Đấy, các bạn vừa học xong các bạn cứ hiểu sai, cứ mày đi làm rồi các bạn cứ hiểu sai như thế, người ta cười cho chết à. Các bạn hiểu hiểu sai một cách ngay thẳng thừng như thế, hiểu 180 độ ngược lại như thế thì tôi cô chịu các bạn thôi. Tiếp theo nữa là độ tin cậy giao dịch phân tán. Trước hết có định nghĩa cho các bạn một giao dịch này. Một giao dịch là thực hiện một cái công việc nào đó mà công việc đó sẽ có nhiều nhiệm vụ. Các bạn nhé, sẽ có nhiều nhiệm vụ. Thế thì cái giao dịch đó sẽ được gọi là thành công nếu như tất cả các nhiệm vụ đều thành công. Còn nếu như nó thi hành đến nhiệm vụ thứ N, hay là để nếu như nó thực hiện được đến nhiệm vụ thứ K, trong đó K trừ 1 nhiệm vụ trên đã hoàn thành rồi mà nhiệm vụ thứ K không hoàn thành, thì khi đó nó sẽ refresh lại tất cả K trừ 1 nhiệm vụ trên và nó refresh lại số liệu từ đầu, có nghĩa là K trừ 1 nhiệm vụ trên chưa thực hiện một nhiệm vụ nào cả. Đấy, nó refresh hết lại hết, thì cái giao dịch nó chính là như thế. Thế thì tôi định nghĩa cho các bạn thế nào được gọi là giao dịch rồi. Thế thì cái độ tin cậy giao dịch ở đây cô có ba tính chất. Tính chất thứ nhất là độ tin cậy giao dịch phân tán được cải thiện vì nhân bản hạn chế được các lỗi trên vị trí riêng lẻ. Tính chất thứ hai là lỗi của cục bộ, lỗi của truyền thông không ảnh hưởng gì đến hoạt động của hệ thống. Tính chất thứ ba là nếu có số dữ liệu không thể truy cập được thì các giao dịch phân tán vẫn có thể truy cập được tới các thành phần cơ sở dữ liệu khác nhau. Ở đây có khái niệm về giao dịch phân tán. Thế thì cái khái niệm về giao dịch các bạn biết rồi, thì cái giao dịch phân tán là gì? Lúc nãy cô nói rằng một cái giao dịch là thực hiện một nhiệm vụ, ở một công việc có N nhiệm vụ, còn giao dịch phân tán thì sẽ là thực hiện gì đấy ạ? Nhiều nhiệm vụ và mỗi nhiệm vụ của nó có thể là gì, được thực hiện trên một gì đấy, một site của hệ thống, một cái local của hệ thống thì người ta gọi là giao dịch phân tán. Thế thì bây giờ các bạn đưa ra đặt ba cái tính chất này và phân tích giải thích cho cô từng tính chất một. Các nhóm lại làm việc với nhau nhé. Alo. Các nhóm nghe nghe cô nói chưa ạ? Vâng. Khái niệm về gì đấy ạ? Thế nào được gọi là một giao dịch, cô giải thích cho các bạn rồi. Thế nào được gọi là giao dịch phân tán, cô giải thích cho các bạn rồi. Thế nào được gọi là nhân bản, cô giải thích cho các bạn rồi. Thế thì bây giờ các bạn hãy giải thích từng tính chất một đấy, tính chất cô viết rõ ở đây và các bạn hiểu về cái tính chất này như thế nào. Các bạn thể hiện rõ cho cô. Chứ không bây giờ cứ đọc như thế này, đúng không? Mỗi bạn hiểu một kiểu, các bạn không hiểu gì cả. Đấy, kết quả cô cho như thế nhưng các bạn lại hiểu theo một lèo khác nhau. Nhưng nãy cô nói rằng là gì đấy ạ? Nó trong cơ sở dữ liệu tập trung, nó gì đấy có tính chất là giảm dư thừa dữ liệu. Các bạn không hiểu cái giảm dư thừa dữ liệu đấy là do cái gì nữa. Đấy thì ở đây cô có ba tính chất như thế. Bây giờ các bạn hãy phân tích đi từng tính chất một. Đấy, bây giờ các nhóm sẽ phân tích đi. Bây giờ các bạn lại vào và ngồi thảo luận với nhau. Các bạn lại phải ngồi tà thảo luận với nhau thôi, chứ không bây giờ cô thấy rằng là cô cứ giảng xong câu đó các bạn không nghe, sau đó mấy sau đó sau này ra đời rồi các bạn loạn lên mất. Những cái khái niệm đơn giản như thế này người ta cười cho đấy. Đấy, bây giờ các bạn vào các phòng các nhóm của mình đi rồi thảo luận với nhau, làm nhanh cho cô nhé.
Thứ nhất là tại sao cái độ tin cậy giao dịch phân tán được cải thiện do nhân bản, hạn chế được cái lỗi vị trí riêng lẻ đấy, và phân tích và giải thích cho cô cái nguyên nhân đấy nè. Em với cô theo theo vừa lấy theo khái niệm giao dịch phân tán đấy ạ, làm có nhiệm vụ mỗi thực hiện trên có thể thực hiện trên nhiều trạm ấy, thế nên là hiển nhiên là khi giải các trạm mà ít lỗi thì hiển nhiên là cả quá trình giao dịch chung nó sẽ được tin cậy cao hơn. Tại sao em biết được các trạm ít lỗi? Thì đây là... cô đang bắt em giải thích cái câu mà tại sao nhân bản hạn chế được lỗi trên các vị trí đấy mà. Đây đây là kết luận cô đã nói như thế rồi, bây giờ em phải giải thích cái vì sao nhân bản hạn chế được các lỗi trên vị trí riêng lẻ. Cô đang bắt em giải thích mà. Kết luận cô đưa ra là như thế rồi, nhưng mà bạn hiểu rõ về cái kết luận này như thế nào các bạn phải giải thích ra. Các bạn biết được cái khái niệm thế nào là nhân bản rồi, đúng không? Thế thì ở đây cô có nói rằng là cái độ tin cậy giao dịch sẽ được cải thiện vì cái nhân bản đấy, thì tại sao cái nhân bản này hạn chế được lỗi trên vị trí riêng lẻ? Em cô nhân bản nó giảm được lỗi trên quá trình truyền, vì kể cả khi có lỗi trên quá trình truyền thì có thể sử dụng được dữ liệu đã được sao lưu trước đó. Tại sao nhân bản lại liên quan tới sự truyền? Tại sao? Vì có nếu mà ở ứng dụng ở ứng dụng hai mà như cô giải thích vừa nãy ứng dụng 2 cần sử dụng dữ liệu từ ứng dụng 1, mà kể cả khi có bị lỗi truyền hay gì nữa thì nó cũng có một bản sao lưu. Nhưng mà cô đang hỏi rằng cái bản sao lưu ở đấy bị lỗi, cái nhân bản ở đấy bị lỗi. Đấy người ta đang nói rằng làm sao đây ạ? Trên vị lỗi trên vị trí riêng lẻ mà. Nhân bản hạn chế được lỗi trên vị trí, trên chính cái vị trí của em ấy, logger đấy nó bị lỗi. Thì làm sao nhân bản nó lại hạn chế được? Có thể ở vị trí khác đã sao lưu được dữ liệu ở phần đó thì có thể đối chiếu à? Đối chiếu à? Các bạn đến đây cảm ơn bạn. Bạn đã hơi có một ý đúng nhưng mà nó chưa được cụ thể lắm. Các bạn để ý ở đây nhé. Cái ý thứ nhất cô nói rằng là cái giao dịch phân tán được cải thiện vì do nhân bản, đúng không? Vì do cái nhân bản nó hạn chế được lỗi trên vị trí riêng lẻ. Thế tại sao, thì cô mới đặt một câu hỏi là tại sao cái nhân bản hạn chế được lỗi trên vị trí riêng lẻ. Các bạn đã biết được nhân bản có nghĩa là gì ạ? Cái mục dữ liệu đấy nó nằm ở nhiều vị trí khác nhau. Thế thì một cái vị trí nào đó bị lỗi thì cái dữ liệu đó bị lỗi thì nó còn có các mục, còn có dữ liệu đấy ở các vị trí khác. Thế thì các vị trí khác nó sẽ đồng bộ hóa dữ liệu về cái vị trí bị lỗi. Các bạn nhớ chưa? Vậy nên gì đấy ạ? Tại vì nó nhân bản mà. Thế thì ở vị trí A bị lỗi, ở vị trí B vẫn còn, thì nó sẽ có dữ liệu từ vị trí B nó tràn về vị trí A để khắc phục cái lỗi đó, đúng không? Nên người ta mới bảo là gì đấy ạ? Hạn chế được cái lỗi trên vị trí riêng lẻ là vì vậy. Được chưa các bạn? Tính chất thứ nhất thì đây có ai thắc mắc gì nữa không ạ? Nhóm 6 giải thích cho cô tính chất thứ hai. Em thưa cô này, nhóm 6 xin trả lời độ tin cậy thứ hai là bởi vì sẽ có nhiều bản bản ghi nhân bản ạ, nên là một khi là nó bị lỗi này sẽ sử dụng bản ghi ở một trạm khác, nên là nó sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ hệ thống ạ. Nhưng mà đây ở đây cô đang nói rằng là nếu như lỗi truyền thông đây này, nếu như lỗi cục bộ này, hoặc là nếu như lỗi truyền thông này thì không ảnh hưởng gì đến hoạt động của hệ thống. Chính cái truyền thông đấy nó bị lỗi rồi thì làm sao nó truyền được dữ liệu từ nơi khác về? Truyền thông. Ừ.
Ừ, truyền thông cũng nói chung thì nó chỉ xảy ra ở một chỗ thôi, vẫn còn những chỗ khác nó vẫn còn hoạt động. Được rồi, đúng các bạn. Tức là cái này này, cái hoạt động của toàn bộ hệ thống ấy, các bạn thấy rằng là gì đấy ạ? Ở đây cái lỗi cục bộ này, lỗi cục bộ, ví dụ cô giải thích cái lỗi cục bộ trước, tại một cái size nào đó bị hỏng thì cái n trừ một size còn lại nó vẫn được hoạt động. Nên có nghĩa là cái cả cái hệ thống đấy nó vẫn hoạt động trừ cái size thứ n ra thôi, đúng không? Hoặc là nếu như cái lỗi truyền thông, tức là cái việc truyền thông từ đâu đấy đến cho cái ứng dụng tại local nào đấy nó bị lỗi, thì nó bị mỗi cái truyền thông đấy thôi, cái còn những cái gì đấy, đường khác nó vẫn hoạt động bình thường, có nghĩa là hệ thống vẫn hoạt động bình thường nếu như một vị trí nào đấy bị lỗi đấy. Cái tính chất thứ hai này như vậy. Được rồi, nhóm 6 rồi nhỉ, bây giờ nhóm 7 ơi, nhóm 7 giải thích cho cô cái tính chất thứ ba xem nào. Nhóm 7 có ở đây không em? Có Đại diện nhóm 7 giải thích cho cô cái tính chất thứ ba nào. theo em nghĩ là cơ sở dữ liệu phân tán thì các trạm nó sẽ phân biệt với nhau, nên là khi một dữ liệu không thể truy nhập vào được thì hệ thống thì vẫn hoạt động bình thường do cơ Tại chế sao? đã. Tại sao? Ở đây cô nói cái đấy rồi mà, cái tính chất đấy cô viết lên như thế rồi, cô đang bắt bạn phân tích mà. Tại Do cơ sao? chế tạo bản sao ạ. Cơ chế tạo bản sao thì nó làm sao? Thì nó sẽ tạo ra các bản sao, và nếu những bản Các bạn này có kết luận rồi nhưng khó giải thích quá nhỉ? Tức là nếu như nhá, các bạn đã biết là một cái giao dịch phân tán là một cái giao dịch mà thực hiện các cái nhiệm vụ đồng thời trên nhiều vị trí. Thế thì nếu như khi thực hiện trên tất cả các vị trí mà tất cả các vị trí dữ liệu đều ok thì là giao dịch đó thành công, đúng không? Vâng ạ. Còn có thể truy cập được, đúng không? Còn nếu như cái giao dịch đó truy cập vào một vị trí nào đó mà dữ liệu nó bị lỗi thì khi đó gì ạ, nó có thể truy cập vào cái vị trí mà nhân bản cái dữ liệu đó ở đấy. Vì vậy nên con vi nói rằng có thể truy cập tới cái gì đấy, phần khác trong cơ sở dữ liệu phân tán, tức là nếu như nó truy cập vào vị trí A bị lỗi thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đấy nó đã có một cái lược độ ánh xạ, nó biết rằng là cái cơ sở dữ liệu A đấy ngoài cái vị trí đấy thì nó còn có nó nhân bản ở các vị trí khác. Thế thì khi đó nó có thể truy cập vào các vị trí khác để nó đẩy dữ liệu về trong một giao dịch. Được chưa các bạn? Đấy, các bạn hiểu về cái nguyên lý của nó là như vậy. Đây là cái tính chất cũng rất là quan trọng trong cái gì đấy ạ? Cơ sở dữ liệu phân tán. Tiếp theo nữa là cô sẽ giải thích đến cái tính chất cải tiến hiệu năng. Những cái tính chất về gì đấy ạ? Tính chất về giảm dư thừa dữ liệu cũng gì đấy ạ, liên quan tới việc nhân bản sẽ mang lại cho cái tính gì đấy, mặc dù nó dư thừa dữ liệu nhưng mà nó lại mang lại cái ưu điểm cho cơ sở dữ liệu phân tán. Và ngoài ra cái nhân bản đó còn còn có thêm cho cơ sở dữ liệu phân tán, tức là độ tin cậy giao dịch phân tán tốt hơn, đúng không? Thế thì trong cơ sở dữ liệu phân tán nó còn có một cái đặc trưng nữa mà nó để gì đấy ạ, nó là ưu điểm, nó là một cái tính chất hay cho cơ sở dữ liệu phân tán, đó là phân mảnh. Thế thì khi phân mảnh nó sẽ cải tiến được hiệu năng, tức là nó làm cho cái tốc độ hoạt động của các chương trình ứng dụng, của cái máy tính của các bạn nhanh hơn. Thế thì trước hết chúng ta hiểu thế nào được gọi là phân mảnh. Phân mảnh có nghĩa là một cái quan hệ cho trước chúng ta phân ra thành nhiều mảnh. Và các mảnh này là các mục dữ liệu độc lập với nhau thì khi đó người ta gọi là phân mảnh. Thì trong thực tế người ta có hai loại phân mảnh và kết hợp giữa hai loại này với nhau được gọi là kết hợp, phân mảnh kết hợp. Thế thì phân mảnh gồm có hai loại phân mảnh, đó là phân mảnh ngang và phân mảnh dọc. Thế thì để hiểu phân mảnh ngang và phân mảnh dọc thì các bạn sẽ xem ví dụ của tôi nhé. Ví dụ bài toán quản lý điểm của tôi thì tôi gồm có các cái thông tin sau.
ví dụ mã sinh viên, tên sinh viên, ngày sinh, quê quán, điểm môn 1, điểm môn 2 và điểm môn 3. Thế thì bây giờ để quản lý cái dữ liệu này, tôi có hai chương trình ứng dụng. Chương trình ứng dụng 1 chuyên quản lý các cái bốn cái thông tin đầu. Ứng dụng 1 chuyên làm việc với bốn thông tin đầu. Ứng dụng 2 chuyên làm việc với gì, ba các loại điểm và thêm ID nữa, tức là năm loại thông tin. Ở đây là ứng dụng 2. Đấy. Thế thì trong trường hợp đấy thì các bạn xem có nên phân ra thành, ở đây tôi gọi là cái quan hệ quản lý nhá. Đấy, thì các bạn có nên phân ra thành hai quan hệ không ạ? Quan hệ thứ nhất đó là hồ sơ hay là quản lý hồ sơ. Và quan hệ thứ hai là gì đấy ạ? Quản lý điểm. Đúng không? Tại sao chúng ta nên phân ra thành hai mảnh? Vì chúng ta thấy rằng là ứng dụng một chỉ truy cập vào bốn thông tin này. Vậy thì khi ứng dụng một thực hiện thì các cái thông tin liên quan tới điểm 1, điểm 2, điểm 3 nó không cần tương tác, nhưng mà ứng dụng một khi mà hoạt động thì nó vẫn phải cập nhật các cái thông tin vào đấy, và nếu như có các cái thông tin đấy thì cái tốc độ của ứng dụng một nó sẽ chậm hơn, thì nó vẫn phải truy cập vào các cái thuộc tính khác nữa, đúng không? Đấy là tốc độ. Và thứ hai nữa là cái gì đấy ạ? Nếu như mà mảy may vô tình, tức là chúng ta gì đấy ạ, làm ảnh hưởng tới các cái thông tin của điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3, mặc dù rằng ứng dụng 1 không làm gì đến, nhưng biết đâu khi mà chúng ta làm việc thủ công thì chúng ta vẫn có thể làm ảnh hưởng đến thì sao? Tức là cái sự an toàn dữ liệu ở đây là nó bị ảnh hưởng. Tương tự cũng thế, ứng dụng 2 chỉ làm việc với điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3. Thế thì khi mỗi lần nhập điểm thì nó đều phải tác động vào tất cả các cái gì đấy ạ, thuộc tính của các bộ dữ liệu như này. Thế thì như thế mất hay, đúng không các bạn? Thế thì trong những trường hợp như thế thì chúng ta thấy rằng là người ta nên phân ra thành hai mảnh. Vậy thì khi phân ra thành hai mảnh thì các bạn thấy rằng cái tốc độ truy cập vào nó sẽ nhanh hơn, là do gì đấy ạ? Ở đây các bạn thấy rằng ở đây nó truy cập vào một thuộc tính, bốn thuộc tính nó cần có giá trị, còn cái bốn ba thuộc tính còn lại không có giá trị thì chúng ta sẽ truy cập nhanh hơn, tốc độ của CPU xử lý sẽ nhanh hơn, đúng không? Và gì đấy ạ, và dữ liệu sẽ gì đấy ạ, nhỏ hơn, đúng không? Thế thì khi đó người ta sẽ chia ra thành hai mảnh, đó là quản lý hồ sơ và quản lý điểm, sẽ chứa các cái thuộc tính liên quan tới hồ sơ và các cái dữ liệu của các thuộc tính đó, đúng không? Thế thì phân mảnh như thế người ta gọi là phân mảnh dọc. Vậy thì thực chất của phân mảnh dọc trong môn cơ sở dữ liệu phân tán chính là sử dụng phép chiếu trong môn cơ sở dữ liệu các bạn đã học. Tức là chúng ta chiếu trên một tập hợp các cái thuộc tính nào đấy, đúng không? Để lấy các cái thuộc tính và các cái thông tin của thuộc tính. Đấy thì người ta gọi là gì đấy ạ? Phân mảnh dọc. Tiếp theo nữa, cái khái niệm tiếp theo nữa gọi là phân mảnh ngang. Thế nào được gọi là phân mảnh ngang? Tức là giả sử như tôi phải quản lý hồ sơ học sinh của hai miền, miền Bắc và miền Nam. Trong đó miền Bắc chỉ quản lý hồ sơ học sinh của miền Bắc thôi, miền Nam chỉ quản lý hồ sơ miền Nam thôi. Vậy thì lúc này gì đấy ạ? Cái chương trình ứng dụng ở miền Bắc ấy, chúng ta nên chỉ truy cập vào những hồ sơ của miền Bắc thôi, còn miền Nam cũng chỉ truy cập vào hồ sơ miền Nam thôi. Vậy thì các bạn phải phân ra thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất là hồ sơ miền Bắc và mảnh thứ hai là hồ sơ miền Nam, đúng không các bạn? Vậy thì cái phân mảnh như thế này người ta gọi là phân mảnh ngang, có nghĩa là tất cả cái thuộc tính giữ nguyên và chúng ta chỉ lọc ra những cái bộ dữ liệu thỏa mãn một điều kiện nào đó. Đấy, vậy thì thực chất của phân mảnh ngang này chính là các bạn thực hiện phép gì trong cơ sở dữ liệu các bạn? Phép gì đây ạ? Phép gì đây? Quay phép chọn đúng không? Đúng không? Có phép quay phép chọn trên cái quan hệ hồ sơ học sinh không? Thỏa mãn một cái điều kiện nào đó không ạ? Đúng không? Thực hiện phép chọn. Đấy. Thế thì như thế được gọi là phân mảnh ngang. Vậy thì khi mà đã phân mảnh rồi thì các bạn thấy rằng là gì đấy ạ? Cái mỗi vị trí xử lý chúng ta đặt một mảnh. Thế thì khi đó cái sự tranh chấp CPU này và các dịch vụ vào ra đây này nó sẽ được giảm bớt và không còn gì đấy ạ, lo lắng, không còn nghiêm trọng như trong môi trường cơ sở dữ liệu tập trung nữa,
Tức là các bạn đã phân ra thành hai mảnh, đúng không? Và một mảnh sẽ chỉ xử lý một phần thôi thì dữ liệu nó sẽ giảm đi mà. Nó sẽ giảm gánh nặng đi và nó sẽ tăng tốc độ lên. Đây là tính cục bộ, sẽ giảm thời gian trễ truy tập từ xa nữa, đúng không? Đấy là hiệu năng khi mà chúng ta phân mảnh. Cái hiệu năng, cái phân mảnh thứ hai nữa là cái tính song song của hệ thống phân tán có thể được khai thác. Tức là nếu như chúng ta phân ra thành các cái mảnh, mảnh ngang hay mảnh dọc đều thế, tức là cái song song liên truy vấn đấy nó sẽ được thực hiện. Thế thì thế nào được gọi là song song liên truy vấn? Có nghĩa là cái khả năng thực hiện nhiều truy vấn tại một thời điểm. Tức là ở đây các bạn thấy rằng, giả sử như tôi phân cái quản lý, cái quan hệ quản lý gen này ra thành cái gì đấy ạ? Hồ sơ học sinh và quản lý điểm. Thế thì có phải đồng thời tại một thời điểm thì khi chúng ta thực hiện cái truy vấn vào cái gì quản lý học sinh để nhập dữ liệu, để truy vấn dữ liệu ra thỏa mãn điều kiện gì đấy để truy, và đồng thời trong ứng dụng 2 chúng ta thực hiện cái truy vấn để gì ạ, lấy điểm ra để làm gì đấy, thì có phải là chúng ta thực hiện song song hai truy vấn không ạ? Hay nói cách khác là gì đấy ạ, chúng ta có khả năng thực hiện nhiều truy vấn tại cùng một thời điểm đối với lại một cái quan hệ quản lý đấy, nhưng mà chúng ta làm trên các cái mảnh được phân ra, chúng ta thực hiện được nhiều cái truy vấn đấy nhiều hơn không ạ? Đúng không? Thế còn cái tính song song của hệ thống phân tán thì nó còn được có cái ưu điểm của cái phân mảnh nữa, đó là nội truy vấn song song. Có nghĩa là chúng ta tách một cái truy vấn đơn ra thành các truy vấn con, và mỗi truy vấn con sẽ truy vấn gì đấy ạ, thực hiện trên các trạm khác nhau. Đúng không? Cô ví dụ như sau như đi nhá. Bây giờ cô muốn các bạn gì đấy ạ, hãy tìm kiếm cho cô tất cả những cái học, cái hồ sơ học sinh mà gì đấy ạ, có ngày gì, có sinh năm 1998 để đưa ra kết luận là gì đấy ạ, đủ điều kiện đi nghĩa vụ quân sự chẳng hạn. Thế thì khi đó có phải là thay vì chúng ta phải tìm trên cả cái bộ hồ sơ học sinh này, thì bây giờ chúng ta thực hiện cái gì đấy ạ, nội truy vấn song song, là chúng ta tách truy vấn đấy thành nhiều truy vấn con, thành hai truy vấn con, và hai truy vấn đấy thực hiện trên hai mảnh. Mảnh thứ nhất đó là hồ sơ học sinh miền Bắc, và mảnh thứ hai là hồ sơ học sinh miền Nam, đúng không? Thế thì khi đó nó sẽ thực hiện gì đấy ạ, truy cập các thành phần khác nhau của cơ sở dữ liệu phân tán tại các điểm khác nhau như thế, và nó sẽ thực hiện nhanh hơn, đúng không? Vậy thì các bạn thấy rằng là gì đấy ạ, việc phân mảnh và nhân bản sẽ làm cho gì đấy ạ, làm cho cái hệ thống của bạn, các bạn ấy khai thác cái tính gì đấy ạ, tính song song tốt hơn. Nhiều người sử dụng có thể truy cập vào một quan hệ chỉ đăng hay là một số sai yêu cầu gì đấy ạ, xử lý song song, thì càng nhiều bản sao sẽ càng tăng tính sẵn sàng hơn, đúng không? Tăng bản sao thì sẽ làm giảm khối lượng thông tin trao đổi giữa các file. Thì tuy nhiên rằng là cái này nó sẽ làm sao phức tạp khi thực hiện cập nhật dữ liệu. Vậy nên trong thực tế chúng ta phải cân nhắc xem khi nào thì chúng ta tạo ra bản sao, khi nào thì không. Như lúc nãy cô đã nói với các bạn rồi, khi nào tạo ra bản sao và khi nào không tạo ra bản sao. Thế tiếp theo nữa là tính chất dễ dàng mở rộng. Cái dễ dàng mở rộng ở đây các bạn có thể hiểu là cái gì đây? Tức là giả sử như tôi muốn mở rộng cái quy mô quản lý, thì cái hệ thống cũ của tôi là gì các bạn, là nó vẫn hoạt động bình thường. Còn bây giờ tôi gì để tôi mở rộng một cái mới, thì tôi cứ mở rộng cái local, cái mới này ra, đúng không? Sau khi mà tôi gì để tạo xong cái hệ thống mới này rồi, thì khi đó tôi mới kết nối vào cái hệ thống cũ. Vì vậy nên khi chúng ta mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán mới thì hoàn toàn dễ dàng, mà không bị cái hệ thống cũ của chúng ta không bị ngừng hoạt động. Còn trong trường hợp nếu như chúng ta sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung mà chúng ta muốn gì mở rộng hệ thống, thì cái hệ thống đấy phải ngừng hoạt động mới mở rộng được. Bởi vậy nên ở đây tôi phải nói rằng tính dễ dàng mở rộng đấy. Nói tiếp theo nữa là về tính toàn vẹn phục hồi và điều khiển tương tranh. Thế thì cái tính toàn vẹn phục hồi và điều khiển tương tranh
Thì ở đây thực ra những cái này nó sẽ quan hệ chặt chẽ với nhau. Tức là các bạn đã biết mỗi một cái giao tác ấy chính là một cái giao dịch rồi, đúng không? Nó phải thực hiện gì ạ? Một cái công việc nào đó mà trong đó có nhiều nhiệm vụ, đúng không? Vậy thế thì nhiệm vụ thứ N được thực hiện nếu như các cái nhiệm vụ thứ N-1 trở về trước nó đã thực hiện hoàn thiện, đúng không? Vậy thì khi đó các bạn thấy rằng cái dữ liệu của nó sẽ được toàn vẹn. Nếu như mà gì đó, nó không thực hiện thì nó sẽ refresh lại dữ liệu ban đầu và nó vẫn giữ nguyên cái toàn vẹn ban đầu mà nó không bị mất mát dữ liệu, đúng không? Thế thì đến đây thì chúng ta thấy là gì đấy ạ? Cơ sở dữ liệu phân tán có rất nhiều ưu điểm, đúng không? Có rất nhiều ưu điểm, tức là các bạn có thể chia sẻ dữ liệu và điều khiển phân tán, có thể gì có độ tin cậy và tính sẵn sàng cao, có tốc độ xử lý nhanh, vân vân, đúng không? Thế thì nhưng mà cái nhược điểm của nó ấy là cái chi phí của nó rất là lớn. Vậy nên là gì đấy ạ? Khi mà chúng ta đặt vấn đề một cái cơ sở dữ liệu phân tán thì không phải lúc nào chúng ta cũng thực hiện cơ sở dữ liệu phân tán đâu. Trong cái bài toán mà trong cái bài toán về thực hành của các bạn ấy, cô bác các bạn là viết cái phần đặt vấn đề, các bạn phải viết làm sao cho nó gì đấy bật lên được là trong cái bài toán này bắt buộc phải sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán. Chứ nếu như không sử dụng phân tán thì không làm hoạt động được. Các bạn phải đặt vấn đề ra như thế. Tại vì nếu như không thì chúng ta sẽ gì sử dụng cơ sở dữ liệu tập trung. Tại vì phân tán nó, cái chi phí của nó rất là cao. Và nó gì quản lý, cái mô hình quản lý của nó rất là cồng kềnh, đúng không? Thế thì như lúc nãy cô nói một cái gì đấy ạ? Một cái tiêu chí, một cái nhược điểm của cơ sở dữ liệu tập trung, cái nhược điểm thứ ba ấy là gì đấy, chính là cái tiêu chí để các bạn đặt vấn đề trong cơ sở dữ liệu phân tán. Có nghĩa là tức là cái hệ thống của chúng ta ấy, chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống mà quản lý tại nhiều vùng địa lý khác nhau, trong đó mỗi vùng địa lý là quản lý gì riêng lẻ với nhau, nhưng chúng ta đều phải thực hiện các cái giao dịch phân tán trên tất cả các vị trí để quản lý chung đấy. Nhưng cái bài toán với việc đặt vấn đề thì chúng ta phải thể hiện được rõ cái tính chất như thế, thì khi đó chúng ta mới sử dụng cơ sở dữ liệu phân tán. Còn trong các trường hợp còn lại chúng ta vẫn có thể cố gắng sử dụng tập trung được. Đấy thì là các bạn phải để ý cái phần đặt vấn đề cho cô. Tiếp theo nữa, cô nói về cái mô hình tham chiếu trong cơ sở dữ liệu phân tán. Thế thì cái mô hình tham chiếu trong cơ sở dữ liệu phân tán cũng giống như trong cơ sở dữ liệu tập trung, thì nó chính là cái mô hình ba lớp trong cơ sở dữ liệu tập trung đấy. Thì cái trong cơ sở dữ liệu phân tán nó cũng có ba lớp đấy. Thế thì cái lớp view là giống nhau rồi thì tôi không nói, nhưng ở đây tôi chỉ nói về mức khái niệm và mức trong thôi. Thế thì cái mức khái niệm trong cơ sở dữ liệu tập trung thì nó chỉ đưa ra cái gì các bạn, cái lực đồ toàn cục thôi. Tức là ở đây là gì đấy, chúng ta đưa ra các cái quan hệ hay còn gọi là các cái thực thể, mối liên kết giữa các cái quan hệ, các cái thuộc tính, ràng buộc giữa các thuộc tính, vân vân, đúng không? Thế cái ý chính là được mô tả ở lực đồ toàn cục, đúng không? Thế còn trong cơ sở dữ liệu phân tán thì cái mức khái niệm ấy, cái mức logic đấy nó còn thể hiện qua gì đấy ạ? Cái lực đồ, ngoài cái lực đồ toàn cục ra thì nó còn có lực đồ phân mảnh, lực đồ cấp phát và lực đồ ánh sáng cục bộ. Cái lực đồ phân mảnh là cái mà nói nên, tức là ví dụ như lúc nãy cô có cái hồ sơ học sinh ấy, bây giờ các bạn phân ra thành hai mảnh, hồ sơ học sinh miền Bắc và hồ sơ miền Nam chẳng hạn, nó phân ra thành hai mảnh. Thế thì cái lực đồ phân mảnh sẽ lưu lại cái quá trình phân mảnh này, ghi lại cái quá trình phân mảnh này, phân tích, tức là nó đưa ra việc thiết kế của cái quá trình phân mảnh này, đúng không? Thế thì khi đó cái đấy là lực đồ phân mảnh. Còn tiếp theo nữa là lực đồ cấp phát, là cái miền Bắc này được đặt tại sai nào, sai miền Bắc hay sai miền Nam đấy, tức là sẽ nói lên cái vị trí để gì đấy ạ, để đặt cái mảnh này ở đâu. Thì cái ý người ta gọi là gì đấy ạ, lược đồ cấp phát, để gì đấy ạ, mô tả lại hay để thiết kế lại cái vị trí để đặt nó. Tiếp theo nữa là lược đồ ánh xạ. Cái lược đồ ánh xạ là cái mà nó liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tức là liên quan tới mức trong. Tức là chúng ta thấy rằng ba cái mức đầu này hoàn toàn dưới dạng thiết kế, đúng không các bạn? Phân tích và thiết kế, chưa nói gì đến việc gì đấy khi chúng ta mô tả cái dữ liệu như thế nào.
Thế thì cái lược đồ ánh sáng cục bộ này sẽ nói nên cái mỗi mảnh dữ liệu đặt tại cái vị trí này này thì nó sẽ tương ứng với một cái gì đấy các bạn, một cái quan hệ nào nằm ở trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu cục bộ này. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì đấy ạ? Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu này có thể là cái gì đấy các bạn? Có thể là đồng nhất hoặc không đồng nhất. Nếu như đồng nhất thì dữ liệu của tất cả các cái hệ quản trị cơ sở khi truyền cho nhau nó đều hiểu được nhau. Còn nếu như nó không đồng nhất, đồng nhất có nghĩa là tất cả cùng chung một hệ quản trị, còn hệ quản trị cơ sở dữ liệu không đồng nhất có nghĩa là chúng ta sử dụng nhiều hệ quản trị với nhau, thì khi đó cái gì đấy ạ, cái lược đồ ánh xạ này nó sẽ gì đấy ạ, đưa ra cái sự gì đấy ạ, chuyển đổi thông tin giữa các hệ quản trị với nhau, tức là nó sẽ ghi lại cái gì đấy ạ, cái vết của các cái hệ quản trị với cơ sở dữ liệu với nhau để có thể hiểu được dữ liệu của nhau. Đấy, thế thì các bạn thấy rằng cái lược đồ ánh xạ nó sẽ làm cái nhiệm vụ làm sao đây ạ, lưu lại các cái mảnh được cấp phát tại các cái gì đấy ạ, vị trí thì nó tương ứng với những cái quan hệ nào, nó tương ứng với quan hệ nào tại cái vị trí đấy đấy, và cái mối quan hệ của nó được thể hiện như thế nào đấy, thì khi đó chúng ta sử dụng cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu này để mô tả nó liên quan tới hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Đấy. Với ví dụ như là với các cái thuộc tính như thế thì kiểu dữ liệu inter ở trong đây chúng ta sử dụng từ khóa nào để mô tả vân vân, thì cái ý nó liên quan tới cái lược đồ ánh xạ này nó thể hiện và nó hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sẽ giúp. Đấy, thì ở đây chính là cái mô hình tam chiếu cho các bạn. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây nhá, buổi tối các bạn ơi, alo alo À. các cái buổi tức là